Nesgercan canxi hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Canxi cho mẹ khỏe bé cao. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Ê mày bóp giùm tay tao miếng đi, nhức quá à. Thôi cầm bóp bóp vậy đó rồi. Anh cũng ngại ngại ngượng ngượng thì. Thôi giờ tao không chồng mày không vợ. Thôi tao mới yêu nhau đi. Hai đứa đến với nhau thì đi ra khỏi nhà, không ở nhà này được. Và em đi. Nhưng em thì hạnh phúc của mình tự chọn. Không ai mang đến cho mình được. Thế còn bây giờ thì sao? Giờ cũng không liên lạc. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị một cặp vợ chồng có một câu chuyện rất hay, chắc chị biết đó. Chị biết cặp vợ chồng này. Để xem nha. Nghe. Mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nè. Trời ơi. Cố nhân ngồi đi cơm. Mời hai em. Ôi. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ chồng son. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nào. Mời em. Tên Nguyễn Văn Minh, hôm nay em 33 tuổi. Em đến từ Củ Chi. Mình đến từ Củ Chi. Dạ. Công việc của mình hiện giờ là gì Minh? Dạ, ở nhà giao hàng cho vợ. Vợ giờ bán hàng online à? Vậy hả? Giờ bán hàng online đúng không? À, rồi, mời vợ Minh giới thiệu về mình. Dạ, em là Lê Thị Kim Ngân. Hôm nay em 35 và hiện tại công việc là bán hàng online. Những cái đặc sản ở quê miền Trung, tất cả các loại mắm, mắm nêm, mắm mực, mắm đủ là mắm. Kim Ngân là bán hàng online là lâu chưa? Dạ, sau khi bị bỏng là em bắt đầu bán, tới bây giờ thì tính ra cũng gần 4 năm. Thôi sẵn đây hỏi luôn, tại sao là bị bỏng vậy? Dạ, em bị người chồng cũ dùng xăng gây ra bị như vậy. Em thì em bị trước Minh hơn 1 năm. Dạ, em bị năm 2019, tháng 3 2019. Cái sự cố nó xảy ra là người chồng của em á, vì chơi banh bóng, cá độ đá banh á, rồi nợ một số tiền. Thì trong một phút mà kiểu như nông nổi, không có suy nghĩ thông á, thì mới dùng xăng lúc đó nửa đêm mà đốt tính cả hai vợ chồng cùng đi với nhau. Với lại hai đứa nhỏ nữa đúng không? Tính là cả nhà cùng đi luôn đó. Rồi hai đứa nhỏ có bị gì không? Dạ may mắn là lúc đó em rất là tỉnh táo, mặc dù mình đang bị lửa trên người á, mà vẫn mở cửa và chạy cho hai bé nó chạy ra ngoài. Dạ hai bé nó không. Rồi cái bạn chồng của em bị có bị gì không? Cũng bị. Và hiện tại thì phải trả án những cái gì mà mình đã gây ra. Trước hết là anh xin thật sự là xin lỗi vì đã gợi lại cái câu chuyện này nó không có vui gì. Nhưng mà thật ra như chúng ta cần phải nói ra một cái lý do vì sao chúng ta lại có một cái hoàn cảnh như vậy, một cái hoàn cảnh như thế này. Đó thì thực sự là anh xin được chia buồn và chia sẻ với cái câu chuyện nó không có vui gì cả. Dạ. Nghe. Còn Minh sao? Minh là khác nữa đó. Em đi làm về xe nó bị hư. Rồi em ngồi em sửa bình xăng. Trong lúc sửa thì em có đốt thuốc. Đó. Nhưng bất cẩn bỏ bên cái bên. Quên đúng không? Lúc đó em quên đúng không Minh? Dạ. Em bỏ điếu thuốc hả? Bỏ điếu cái bên á. Là đây em xả xăng. Sửa bình xăng á mà đi hút thuốc. Nó phật rồi nó cháy hết người không hay là nó chỉ từ mặt cho tới tay? Từ cái mặt tới cái bụng với tay thôi. Em hôm thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Ai cứu em cái lúc đó? Dạ người nhà em cứu. Em về tới nhà rồi hả? Dạ. Anh hỏi cái tế nhị xíu nè, bây giờ là hai cái vành tay là nó lúc đó bị hoại tử nên bác sĩ không giữ là được. À bị hoại tử. Chứ nếu như không hả giữ lại là nó ăn sâu vô. Thôi, cái câu chuyện nó không có vui. Nghe bây giờ chuyện. Tôi thì tôi biết rồi. Nhưng bây giờ tôi phải hỏi để cho hai bạn này nói ra cho Quốc Thuận với lại quý vị khán giả của chương trình Vợ chồng son. Hai bạn này gặp gỡ ở đâu? Gặp trong cái hoàn cảnh nào? Và khi gặp thì cái ấn tượng các bạn về nhau ra làm sao? Thế nên là nãy giờ cũng đang suy nghĩ. Minh, kể đi. Minh, kể Minh. Hai chồng tình cờ gặp nhau qua cuộc ca phẫu thuật miễn phí. Vợ em có ghẹo, lúc đó là cái bằng chị em lớn hơn 2 tuổi. 2 tuổi. Dạ. Vợ em cũng giỡn cho không khí, anh phong trào cho nó vui vui, cắt chị em rồi. Anh vợ em ghẹo em nói thôi giờ tao không chồng mày không vợ.
Thôi tao mới yêu nhau đi. Lúc đó là đã nhập viện rồi, đã quen nhau là bao lâu rồi? Lúc đó là biết trước nhau mấy tháng rồi. Cái lúc mà biết nhau á là ở có chung xóm hay sao? Gần nhau thôi. Gần nhau, dạ. Đúng rồi. Cách nhau 7 cái số. 7 số, dạ. Rồi. Em thì dân Củ Chi mà thiệt tình lắm. Ai ghẹo sao mình nghĩ vậy? Chị nói sao em nghe vậy đó phải không? Dạ. Nhưng mà mình có bị xao xuyến bởi cái câu nói của chị ấy không? Không. Đó. Cái lần đầu tiên mà em gặp bà xã là em có cảm thấy trong lòng đã thích chưa? Đã xao xuyến chưa? Trong lòng em rõ là rất mến. Mến chị ấy, dạ. Đúng chưa? Cô này thích chú này không? Em thích ổng không mà tại sao em lại dùng những cái lời ông bướm em ve vỡ ổng. Cái lúc đó thì em không có nghĩ gì. Thật sự không có một cái chút gì gọi là thích hay mến. Tại vì bản thân em là đang lúc đó trong cái giai đoạn mình vừa tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Cho nên là hầu như cái vấn đề mà nghĩ tình cảm là em không nghĩ. Thời điểm đó chồng em là một người nhút nhát, rồi kiểu như rụt rè thu lại như là chui trong vỏ ốc vậy đó. Mình muốn kiểu như lôi bạn đó ra để cho bạn đó hòa đồng với chồng mọi vui người đó. Đó vậy thôi, rất là lười vận động. Những cái người bị bỏng là phải vận động nó mới hạn chế co rút. Ngồi nói chung là em dẫn mọi người đi để mổ, thì trong đó có mình, thì em ngồi em nói em mày bóp giùm tay tao miếng đi, nhức quá à. Rồi cầm bóp bóp vậy đó, rồi anh cũng ngại ngại ngượng ngượng, thì kiểu như mình nói giỡn một cái câu nói thôi. Ai ngờ đâu tinh thiệt. Minh là thật sự là có bị coi như là suy nghĩ với cái câu nói này của Ngân đúng không? Dạ. Ta xuyến về ngủ không được luôn anh. Ra là em mà không có một ý gì hết. Em nghĩ gì hết. Đó. Lúc đó nói xong rồi thì em cũng như là em nói rồi thì thôi, em đâu nghĩ gì đâu. Rồi ra căn tin thì em gửi mọi người vô nhập viện hết rồi. Em xuống căn tin em ngồi với một bé phóng viên. Hai vợ người nói chuyện, anh cứ ngồi bên cạnh giày. Ủa sao đi về đi coi chi đây vậy trời. Cứ ngồi cười hoài nhìn hoài không chịu về. Nói chỗ anh về trước đi, người ta còn công chuyện nữa mà, đâu có về chung được đâu. Ngồi chờ hoài, chờ gần 2 tiếng. Chắc vậy đó. Mà lúc đó không nghĩ luôn. Lúc đó là Minh cũng đã biết về cái hoàn cảnh của Ngân rồi đúng không? Dạ, dạ biết. Có nghĩa là đã chơi chung, gặp nhau chơi chung, xuống nhà chơi hoài. Rồi khi nào thì mới bắt đầu mạnh dạn tỏ tình với chị ấy? Dạ khoảng 4-5 tháng sau. Rồi rồi. Lúc đó là mạnh dạn kêu bằng em rồi. Chị cho em gọi chị bằng em nhé. Nó thôi giờ em cũng ở mình với hai đứa con. Thì anh giờ cũng gia đình thì cũng ở mình. Thì thôi bây giờ hai hoàn cảnh nó giống nhau, mình cho Hùng Gạo hợp tác nấu cơm ăn đi. Trời ơi, nói chuyện như nói chuyện hội nghị vậy luôn á hả? Trời ơi, giống như nói trong hội nghị vậy. Nhưng mà thật ra cái câu nó dễ thương lắm nha chị. Đó. Và Ngân ơi, cho anh hỏi nè, trước đó là em có nghi nghi là ông đề ổng kết mình không? Nói chung là không bận tâm luôn. Không bận tâm cho nên đứa em. Vậy, khi em nghe cái câu đó của ổng thì cái phản ứng của Ngân như thế nào? Cái lúc trong thời điểm đó là đang dịch, là nói kiểu như nói trên mạng thôi, như live stream với nhau, rồi trong phòng đó là 4-5 người, cũng có những người chị kia nữa. Mấy chị đó thì cũng chọc ghẹo vậy, rồi nói vậy thì em cũng nghĩ là nó giỡn. Người nó giỡn thì mình giỡn lại. Nãy giờ mày muốn tao mà chấp nhận mày thì mày phải biết đi chợ nấu ăn nấu cơm, biết chạy xe đi. Lúc đó là em ở quê, còn chồng em là ở thành phố. Và lúc đó dịch sợ, trong đây sợ quá, cái về quê tránh dịch. Nghĩ là mà chắc cũng nó giỡn với nhau trên mạng. Cho nên em giỡn lại. Em giỡn lại, em cũng nói vậy đó. Em nói mày kêu mày tao mà. Rồi lúc đó anh nói là sao? Lúc cười, đó mình cười không à, không có trả lời. Thôi bây giờ mình chuyển về cái vợ chồng son là một chương trình rất là hạnh phúc. Minh nói cho chị nghe coi, cái lần mà Minh báo với gia đình á là có bồ thì cái phản ứng của gia đình sao? Thì lúc đó gia đình không ai chấp nhận. Là mẹ hay ba hay là ông bà? Dạ ba. Lý do sao ba không chịu? Lúc đó ba thì biết Ngân thì quê ở xa, thấy Ngân có con rồi. Rồi kiểu như thấy vậy là không chấp nhận. Nhưng mà ba... Lúc đó em thuyết phục làm sao? Em nói với ba. Em mà không thuyết phục gia đình luôn. Nói chung là ba không cho hai đứa đến với nhau. Hôm đó em nói nếu như hai đứa đến với nhau thì đi ra khỏi nhà, không ở nhà này được. Và em đi. Nhưng em thì hạnh phúc của mình tự chọn. Không ai mang đến cho mình được. Thế còn bây giờ thì sao? Giờ cũng không liên lạc luôn. Không liên lạc luôn hả? Mẹ em mất sớm, rồi cha em bước thêm bước nữa. Bao nhiêu lâu rồi em chưa liên lạc với ba? Gần 2 năm, em bước đó đi là không liên lạc. Nghĩa là bước ra khỏi nhà là đi qua nhà vợ ở luôn? Dạ. Hay là qua nhà ai? Qua nhà vợ ở luôn. Cách đó mấy cây? 7 7 cây số. 7 cây số. Lúc đó mà khi mà Ngân biết câu chuyện đó thì Ngân như thế nào? Ngân nghĩ đơn giản là
cuộc sống mà bây giờ hai đứa như thế này rồi, nương tựa với nhau. Còn cái vấn đề mà chỗ ở hay là nhà cửa thì không quan trọng, chủ yếu là sống hạnh phúc bình yên hay không. Là nói là thôi giờ cứ về đấy ở, hai đứa lai bán hàng, buôn bán hàng, sống mưu sinh, chăm sóc cho nhau. Khi mà em thấy Minh tới nhà mình, Minh nói về cái việc mà Minh phải đi ra khỏi nhà như vậy á, em cái cảm xúc của em nó là sao? Cái thời điểm đó thì cảm thấy thương, xót ruột, tại vì mẹ mất từ nhỏ rồi, bây giờ hoàn cảnh như vậy, côi cút vậy rồi, rất là khó tìm được một cái người nào đó mà đồng cảnh ngộ như là ba Minh mong muốn, là muốn tìm một người lành lặn hay này kia gì đó. Thấy Minh cũng thiệt tình, nói chung cái điều quan trọng là mình cùng cảnh ngộ, nó dễ hiểu nhau lắm. Thì mới nói thôi bây giờ mình chấp nhận cùng sống để cùng chăm sóc cho nhau. Chị thấy nếu như chương trình này mà nhiều khi ba hoặc là chị gái của Minh có coi á, chị nghĩ là chắc là ba với lại là mọi người trong gia đình sẽ suy nghĩ lại. Vân á, thì Vân nghĩ là nếu như anh với lại là chị của Minh mà thấy có xem được á, thì Vân nghĩ là nên mở lòng với bạn Minh, với bạn Ngân. Ba cũng biết về hoàn cảnh của Ngân mà, đúng không? Cho nên là ba cũng sợ là nhiều khi Ngân cũng có các con nhỏ rồi, bây giờ hai vợ chồng như thế này rồi không đủ sức, không biết rồi lo cho các con như thế nào nữa. Sợ là hai người lớn chúng ta sẽ có những cái nỗi lo mà chúng ta không hiểu được đâu. Nhưng mà như chị Vân nói, sau khi chương trình này, anh hy vọng rằng là mọi thứ sẽ được hóa giải. Đúng rồi. Và các em sẽ về với gia đình, một cái gia đình lớn. Mình có muốn về nhà gặp ba không? Nói chung thì cha mẹ không gặp. Đúng rồi. Bây giờ là cái lúc mà ba nên mở lòng. Ba sẽ thương Minh cũng như là thương Ngân nhiều hơn nữa, bởi vì Minh chịu thiệt thòi nhiều. Ngân rất là xúc động. Em có muốn nói gì với ba Ngân? Cả hai đứa đều nói một cái điều gì đó với gia đình. Đúng rồi. Tụi con quyết định một cái khi mà được chưa sự cho phép, thì đó là có thể là một sự nông nổi, cũng không biết có được gọi là ba không nữa. Mỗi lần mà khi mà có một bữa tiệc đó, mỗi lần chồng của con hát là đều ác ba về cha, rất là xúc động. Thì con nhận biết là chồng rất là thương ba, rất là muốn được về gặp. Nhưng mà cả hai người cái cảm giác như là có một cái gì đó mâu thuẫn, khúc mắc lớn, hoặc là một cái lòng tự trọng hay một cái gì đó con không biết. Thì đến ngày hôm nay thì bây giờ đã có cháu rồi, thì cũng hy vọng là mọi cái đó nó tiêu tan, nó bỏ qua, để mà con cháu nó được có một nơi, ví dụ Tết hay một ngày lễ nó cũng có một nơi gọi là ông cội nguồn đó. Cội nguồn để cháu nó về. Nhiều lần con khuyên chồng là mình làm con, mình nhường nhịn một chút, mình hạ mình xuống. Nhưng mà thực sự có lẽ là khó. Vì lúc vợ chồng thì con cũng có khuyên nói mình là con mà kệ, mình nhẫn nhịn đi, mở lời trước đi. Ngân nói đúng là mình được. Trong cái cơ hội này, Minh cứ nói vài lời chia sẻ với ba. Còn tất cả mọi chuyện nó còn là ở ba nữa. Ba có mở lòng hay không? Chuyện gì nó cũng đã xảy ra rồi, thì mong muốn là ba cũng liên lạc bình thường với con. Mình chỉ mong muốn vậy thôi. Thôi thì mình mở lòng đi anh, mở lòng để mà mình nhận con, nhận cháu mình. Hồi nãy có gặp em bé trong phim trường rồi, rất là đáng yêu. Để cho ông nội thấy mặt cháu nè. Đây con. Đây nè, trời ơi thương quá. Ôi cưng quá đi tụi mình đó. Đây là một cái hình ảnh mà thật sự mà nếu mà nó tất cả những ông bà hay cả những người lớn mà nhìn cũng đều cảm thấy rằng là đáng yêu cả đó. Thì mong rằng là cả gia đình chúng ta sẽ sớm về thăm ông nội nha. Theo anh thì các em đã làm phải đạo rồi. Đúng rồi. Thôi bây giờ cái phần mà tật xấu của nhà giật mặt. Hồi nãy giờ Minh nó hiền quá. Để hỏi Minh trước đi. Minh trước đi. Có ỷ lớn tuổi mình ăn hiếp mình không? Có ăn hiếp em không? Có nha anh. Trời ơi. Thấy chưa, nó kêu ăn hiếp là coi như mắt sáng lên liền rồi, thấy chưa? Kể đi mình. Chiều ăn cơm rồi cũng phải nhõng nhẽo rồi. Cũng phải nũng nịu. Ủa cái nhõng nhẽo với cái ăn hiếp nó khác nhau nè. Nhỏ không làm bắt đầu mới ăn hiếp. Thấy hiền quá rồi. Mọi chuyện
Rồi cái đó phải làm như vậy nghe. Không được nghe chứ. Rồi không làm thì làm gì, có nhéo, có ngắt hay là... Không làm thì ngắt, nhéo. Tối là giận hơn. Không cho ôm. À, thế thì Minh mong muốn Ngân thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn bớt bớt hung dữ là tí. Cái hung dữ mà dữ nhất á là ở làm gì? Nó thể hiện ra sao? Có khi muốn cấu xé luôn nữa. Cấu xé luôn. Trời ơi, xé thì chắc xé đồ quá thì. Rồi giờ tới Ngân đó. Gom góp nhặt lại là cảm thấy là vô tâm. Sau khi sinh thì nội ngoại hai bên không có ai hết, chỉ có hai vợ chồng. Sức khỏe của em thì nó đã không khỏe rồi. Vừa chăm con nữa rồi vừa bán hàng nữa. Không bao giờ nói một câu mà bà mệt không hay là mẹ mày có mệt không. Nói chung là không có hỏi han, không có một cái gì tỏ ra quan tâm hay một cái gì hết. Nhiều khi mình nghĩ thôi kệ, chồng mình còn nhỏ dại quá mình làm gì. Nhiều khi đó ba mày coi lại sao chứ, mẹ mệt lắm, mẹ đau lưng lắm, sao ba mày vô tâm quá vậy. Thế à, ba thương ba để bụng chứ ba không nói được mà. Để không... mà không chịu nói ra mốt nó xình bụng đó. Phụ nữ người ta thích nghe. Thấy không? Rồi còn gì nữa nè, vô bếp là hay cầu nhàu, bếp là của chồng. Nhiều khi ví dụ em thì tính hay quên thì mình vô bếp mình lấy cái này mình để chỗ này chỗ kia, kiểu như mình để không đúng chỗ thì thôi, mình đã biết cái tính vợ mình hay quên rồi thì thôi chịu đựng chút đi, vô bếp này kia là vậy đó, ở này kia gì đó cằn nhằn ha. Thà đừng vô, thà vậy đừng vô. Em thì cứ thích là làm món này món kia, kiểu không phải là nấu ăn mà thích làm bánh kiểu này kiểu kia, bày ra làm video mình tương tác trên mạng mà cứ vô bếp là đuổi. Nhiều khi em cảm thấy em không còn là phụ nữ nữa, em giống như là em là chồng còn Minh là vợ vậy. Trời ơi, có ham chơi không? Có nha. Chơi gì? Thích những cuộc gặp bạn bè này kia vui vẻ. Có nhậu không? Có. Mà mỗi lần xỉn vô thì như thế nào? Xấu tính sao? Như không có làm chủ được mình, không biết mình nói gì, nghĩ gì. Thật ra là những cái mà Ngân nói, anh công nhận đó là những cái tật xấu đó Minh. Cái điều mà em muốn Minh thay đổi nhiều nhất là cái gì? Mình hạn chế những cái vui bạn bè nhậu nhẹt. Bản thân tụi em bây giờ nó đã khác, cũng không phải là mình không hòa đồng được với cuộc sống, nhưng mà mình đã là một thế giới của người khuyết tật thì chắc chắn nó sẽ khác. Và cái điều thứ hai là quan tâm vợ một chút sẽ vun đắp gia đình hạnh phúc hơn. Chị thấy em rất là may mắn, em có một cái gia đình thực sự là rất là hạnh phúc luôn đó. Vợ của em thì nói chung là giỏi giang, yêu thương em hết lòng, mà bản thân em cũng yêu vợ. Cái gì mà mình có được rồi thì mình nên giữ. Em muốn nói đơn giản là em thương Minh bởi vì cái sự côi cút, không có tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Đó là một cái sự không may mắn của đứa trẻ đang đến tuổi trưởng thành, tuổi lớn. Bây giờ như hai đứa bé của em cũng vậy. Em cũng hy vọng Minh sẽ rút kinh nghiệm từ bản thân mình từ hồi nhỏ, thiếu thốn tình cảm để mình dành cho con mình. Anh nghĩ là sau chương trình này chắc chắn Minh sẽ thay đổi. Trước khi chúng ta chia tay, anh muốn Minh có một điều gì đó nói với Ngân. Đúng rồi. Không? Đầu tiên là cảm ơn mày. Nhiều người lắm nè, nói mày thiệt tình nha. Đã dành cho bà hạnh phúc. Em đang rất là nhận được nhiều thứ. Tình cảm của Ngân, tình cảm của hai đứa nhỏ. Và sắp tới đây sẽ là tình cảm của con của các em. Em không lẻ loi, tại vì bên cạnh em còn có bốn tình yêu rất bự, luôn luôn đồng hành. Bây giờ mình có rất là nhiều thứ rồi, chứ không phải là không có gì để mất như xưa kia nữa. Cho nên đúng là rồi, mình phải sống để là giữ gìn nó, trân trọng nó, để nó sẽ càng ngày càng lớn rộng đúng hơn chưa? Nữa. Và sau chương trình này là em có biết bao nhiêu người thương em nữa. Em yên tâm đi, mình không lẻ loi. Ok, ha. Một là bỏ luôn, hai là hút nhiều double lên để em lấy chồng khác luôn đi. Hỏi giá xong rồi cái đi mới mua ở mua chỗ khác. Chỗ khác. Đến rồi khi... lúc đó cái máy bao hư. Dạ, mấy chục chặt gì đó xong rồi cái nhắn qua cái mới nói là máy hư. Không, máy này anh không có bán cho em nha. Cái quá bên anh không bán dòng máy này. Xong cái bây giờ mới nhớ ra mới mua bị lộn. Cái bị hố. Dạ, đúng bị hố. Em cần gì mà mua mắc làm gì, bây giờ em cưới luôn cái ông sửa máy luôn. Khuyến mãi nguyên ông chồng luôn. Cái lúc đi vệ sinh á thì mới phát hiện là cái máy của em nó hở, nó là cột cái dây cầm cái này kéo lại. Sao em nghĩ trong đầu là sao này dê dữ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp tiếp theo. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 2. Đó, chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Hoàng Sang, năm nay 42 tuổi. Công việc của Sang là gì và ở đâu? Em đang kinh doanh riêng, mở công ty riêng. Hiện em đang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời vợ
Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Trần Thị Bích Sương, 25 tuổi ạ. Hiện tại là em đang làm phun thuê thẩm mỹ. 25 tuổi? Dạ. Và ông xã thì 42 tuổi. Dạ. Con giáp rưỡi. Con giáp rưỡi, như vậy là lần đầu tiên gặp nhau chắc kêu ảnh bằng chú đúng không? Dạ không ạ, kêu bằng anh bình thường. Kêu bằng anh bình thường luôn. Gặp nhau trong trường hợp nào? Em mua máy tinh dầu ở chỗ khác xong em bán vốn. Tức là em kinh doanh về máy tinh dầu đúng xong không? Thơm dạ, cái gì? Đồ. Dạ trời. Bây giờ còn ơi. Không? Dạ đang kinh doanh anh thôi. Chị đang cần luôn đó. Công ty riêng của em là đang kinh doanh về máy khuếch tán tinh dầu đó. Cho nhà hàng, khách sạn, karaoke. Dạ, tất cả dạ. Những không gian mà cần về cái mùi hương thì em sẽ set up vào trong cái cơ sở đó. Có nghĩa là lúc đó là chat chip. Có nghĩa là em tìm kiếm khách hàng thì vô tình thì cô nương này mới đi chơi rồi mới thấy cái máy của em ở trong một cái cơ sở của một cái quán. Em ghi trên cái tem đó là số hotline, là số đem giữ. Thì cô ấy mới kết bạn. Sau đó rồi hỏi về máy, hỏi giá xong rồi cái đi mới mua ở chỗ khác. Chỗ khác. Đến rồi khi... lúc đó cái máy bao hư. Dạ, mấy chục chặt gì đó xong rồi cái nhắn qua cái mới nói là máy hư. Hai bên thì nói chuyện với nhau xong em mới nói là cái máy nào. Mới gửi cái máy đó lên, nói không, máy này anh không có bán cho em nha. Cái quốc à? Bên anh không bán dòng máy này. À. Xong cái bây giờ mới nhớ ra mới mua bị lộn. Cái bị hố. À, dạ, đúng bị không? Hố. Rồi có xin lỗi sang không? Dạ, cũng không đâu. Trời dạ. Đất ơi. Nói chung là không hề thấy là xin lỗi hay là nói gì hết, rồi em cũng chủ động để em nói chuyện. Thấy avatar. Dạ chưa. Dạ sau đó cái em mới về em mới kiểm tra trên avatar rồi bên Zalo á. Rồi thấy cái mặt còn sao? Dạ xong thấy cũng dễ thương. Coi như mắng lộn người mà lời ông chồng á. Lời nguyên ông chồng luôn. Chồng em kêu là mua máy rẻ một tí xong rồi hư rồi không ai bảo hiểm. Còn mua chỗ anh thì mắc hơn chút xíu nhưng mà anh bảo hành cho. Sao em mới nói khuyến mãi luôn. Em cần gì mà mua mắt làm gì, bây giờ em cưới luôn cái ông sửa máy luôn. Khuyến mãi nguyên ông chồng luôn. Trời ơi, đất ơi, ai lời cho em. Rồi em thấy dễ thương rồi sao? Rồi em lên kế hoạch rồi. Em... Sao em mới kể nghe? Rồi là... em mới nhắn lại vậy thôi, để mới đầu để anh đổi cho em một cái máy đó. Sao đổi, những máy mình mất tiền hay sao lại đổi. Cái em không chịu. Thôi, để anh cho em cái máy để em anh gắn cho. Em không có tham lam, em kêu thôi. Vậy thôi, chắc em có rồi, chắc em khỏi không có lấy nữa. Nhưng mà lúc đó là thấy mặt nhau trên avatar dạ, chưa? Chỉ nó nhắn tin thôi. Xong rồi em mới qua em kể cho cô giáo dạy phun xăm em nói, chị ơi, có cái anh này, anh kêu cho em này. Ý, chị đang cần nè, hỏi cho chị đi. Ôi, để nói ảnh cho chị. Em cũng ngây thơ lắm, em nghĩ là chắc cho thiệt. Em nói, anh ơi, anh cho cô giáo em đi. Cô giáo em cũng thích cái này lắm nè. Cô giáo cũng lưu số với mấy em vậy nè. Sao kêu là để qua tuần sau á, có gì anh sắp xếp anh qua anh gắn cho nha. Những cái gì mà liên quan tới em á, anh muốn tự tay làm. Đến giờ em vẫn chưa thấy cái máy với cái tinh dầu đâu luôn. Đến giờ em vẫn chưa thấy cái máy với cái tinh dầu đâu luôn. Trời đất ơi, dẻo tay dẻo mỏ quá trời quá đất luôn hả? Trời đất ơi. Ủa, vậy mà sao ông lấy được vợ hay vậy ta? Mà con bé này nó cũng ngộ nữa. Nghĩa là hứa mà không thực hiện mà nó cũng lấy nữa. Cũng tại vì khi nào mới gặp nhau ngoài đời. Tại em chưa quen á thì chắc em qua em lắp rồi. Nhưng mà hên quá cái khoảng tầm một tuần sau thì em chưa kịp qua lắp thì em có hẹn. Em hẹn là đi chơi, chủ nhật đi chơi thì cũng mấy mà ngày hẹn, mà hẹn là hẹn như thế nào? Hẹn qua lắp máy hay là hẹn dạ, đi em, cà phê? Em hẹn đi chơi đúng cà phê. Cái nội dung em hẹn người ta là em dụ người ta cách nào? Chị biết không? Tại vì em đã có hứa em cho rồi. Cho nên em được hẹn. Dạ. Thì bởi vậy hẹn là anh tư vấn cho em những cái máy mà khuếch trương mùi nó ra làm sao đồ ABCD. Mà con bé này nó muốn có một quà tặng bà cô nó. Đúng không? Rồi sao? Cái lần đầu tiên gặp nhau. Nghĩa là lần đầu tiên gặp thì em mặc một cái đầm màu đen, cột hai dây ở đây. Em nhìn thì nó không phải hở lắm nhưng mà chồng em thì thấy hở lắm. Nói là chồng em không để ý. Xong em mới gọi là anh có mang nón bảo hiểm cho em không? Em mới tưởng là đi xe máy, cái anh có mắt rồi. Cái em đi ra đồng quá là số 2 hết. Xong nhìn hồi cái mà thấy mặt cũng một đồ đen luôn. Tại vì có hẹn trước là mặc đồ đen. Xong rồi mới đi qua Vũng Tàu ăn ốc tự nhiên. Nhưng mà lần đầu tiên đi xe máy. Lần đầu tiên em gặp cái con người này em thấy sao? Cũng điềm tĩnh, cũng yên ắng lắm. Tại vì em nói như cái máy vậy cho nên im lắng là được. Cảm thấy sự tin tưởng không? Mà dám đi tới Vũng Tàu. Vũng Tàu cũng là nhà em mà, em đâu có đi xa đâu. Em sợ. Rồi còn Sang thì sao? Cảm nhận của em như thế nào vậy cô này? Chung là thấy thì rất là thật thà nhưng mà cũng nói khá nhiều, nói chung là nói nhiều lắm, nói chung là có cái tính là nói chuyện rất là vui và chân thật, trẻ trung, nó dễ thương, cảm mến luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em có ràng buộc gì chưa? Dạ chưa chị. Không yêu luôn hả? Dạ chưa. Cách đây bao lâu rồi? Dạ mới quen cưới luôn là 5 tháng ạ. Trời ơi, mới cưới luôn hả? 4 tháng dạ, cũng lâu quá. Tự cưới nè. Cái lần đó là đi Vũng Tàu mà đi uống cà phê hay đi ăn? Đi ăn ở
rất tự nhiên, xong thế là gấp lột đồ cho em ăn như là con vậy. Em cảm thấy có một người cha mới, em rất là thích. Xong cái lúc đi vệ sinh đó thì mới phát hiện là cái váy của em nó hở, nó là cột cái dây, cầm cái dây này kéo lại em kêu quái. Sao em nghĩ trong đầu là sao này dê dữ vậy? Em tưởng là anh dê nhưng mà thực ra là anh có dê thiệt không? Có, chị đi ăn xong đứa cà phê là có dê. Dê mà dê sao? Cũng dê tinh tế lắm. Lần đầu tiên mà nghe cái câu dê tinh tế đó chị à. Bây giờ mà nói ra thì nó không có dê, anh chỉ là ôm yêu em dịnh thôi, nhưng mà dịnh cái gì mà lên nuốt trên đây. Xong em kẹp lại. Lần đó là đi chơi tới tối rồi về hay sao? Dạ, thì tới tối thôi anh ơi. Đang trở về nhà thì gọi mới hỏi em một câu rồi nè. Em ơi, hôm nay tối nay em ở lại với anh được không? Quái lạ sao mới đi lần đầu hả? Mới đi lần đầu mà làm đi rủ đi bậy bạ rồi. Em kêu không đi đâu. Sao mới có đi lần đầu mà đề nghị một cách lộ liễu đến vậy? Hình như lúc đó em như em cố tình thì em cũng muốn thử thôi. Dạ, giống như là thử coi coi và hỏi coi đi không. Nhưng mà nếu mà đi là em đi liền luôn á. Nhưng mà hên quá không đi. Hôm đó nếu mà chịu đi là em cũng đi khách sạn luôn đó. Đúng không? Cũng thử thôi chị. Thử hoài. Nhưng mà về khi mà thấy cô ấy phản ứng là không đi thì về có suy nghĩ gì về cô ấy? Suy nghĩ. Sau đó bắt đầu là quen rồi được nói chuyện đó. Thì bắt đầu là cứ nói chuyện rồi hẹn tiếp. Bao lâu thì rủ thì cô ấy mới chịu đi? Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi, em đi làm xong chở em đi làm xong về, chở em về mà. Không, nhưng mà lần nào cách cái lần mà lần đầu tiên mà rủ cổ đi khách sạn mà cổ không đi đó thì bao lâu rủ thì cổ mới đi? Ba ngày là em được em test hàng rồi, em coi hàng hóa sao em mới Test rồi, được rồi, nhưng mà cũng phải thử chứ. Dạ chưa thử, ấy là thử chắc là 10 ngày sau ạ. Em kể chi tiết coi. Anh đi nhậu, đi làm ăn gì đó từ trưa cho tới tối luôn. Sao em đi làm về chở em về, về chở em đi chơi. Cái mà nói coi, giờ anh mệt quá rồi, anh không thể nào anh chở em về được nữa. Cái đậu xe ngay giữa bãi sau. Anh kêu thôi về, giờ ngủ đi, tạm đi. Sáng là chở em về. Em ngủ được 1 tiếng, 2 tiếng em dậy, rồi 4 giờ rồi. Em kêu 4 giờ rồi, bỏ đồng hồ lên. Anh chở em về đi, chở em về đi, mấy hàng xóm tao thấy người ta nói. Đúng rồi, có chở về. Xong chở về thôi nha. 4 giờ xong không ngủ tiếp, khều khều nó. Ê, anh biết rồi. Tới 4:30 em khều tiếp. Kêu rồi anh biết rồi. Tới 5 giờ luôn em khều về 3-4 lần á. Xong thấy tình hình này không được rồi, em kêu là thôi bây giờ vậy đi, em cho anh hốt cái lại giờ anh chở em về nha. Ổng nghe thôi, ổng băng cái nhà vệ sinh. Ông đi ói. Đậu xỉn ông ói. Chứ mà nghe đề nghị xong đi ói. Xong hốt anh xong rồi cái đi chở em về. Lớp đó 7 giờ mấy hay sao á. Ủa cũng cái này cũng trễ nữa hả? À là lúc đó mấy giờ? Cũng sáng rồi mới đưa về. Lúc đó cũng đã lâu rồi. Được cái là ngày nào thì cũng gặp nhau hết. Tối nào em cũng qua đón đi chơi. Rồi đi chơi xong rồi về. Quấn quýt với nhau cũng một thời gian. Sau đó thì em mới đề nghị. Dạ, nó vậy thôi. Thật ra như thế này mình biết là Sang cũng có một chút ngại. Đừng có ngại. Cái chương trình này nó là vậy. Không có gì ngại cả mà mình thấy nó rất là thật. Nó dễ thương. Bạn rất là thật. Vợ của Sang rất là thật. Với cái thứ hai nữa, ủa các bạn quen nhau 10 ngày mà. Trời, có những cặp vợ chồng hả? Sáng quen là tối luôn rồi đó. Đúng rồi. Nhiều lắm. Sau cái buổi sáng định mệnh đó, ảnh có muốn đặt một cái vấn đề nghiêm túc với em hay không? Dạ có. 2 tuần sau là ảnh qua nhà em, xong sau đó 1 tuần là em qua nhà ảnh. Là bắt đầu... Hai bên gia đình sao? Cái chủ định mà là cái này là mẹ bắt cưới vợ, có nghĩa là tại ông già rồi. Dạ, mẹ nói là giờ lớn tuổi rồi, cố gắng lấy vợ. Mẹ còn khỏe rồi, mẹ còn phụ do ha. Mà em là mấy anh chị em? Dạ cũng 8 anh chị em. 8 anh. Sang thứ mấy? Dạ sang là Úc. Úc. Trời ơi. Vậy là bây giờ mẹ yên tâm rồi. Mấy anh chị kia chắc là có gia đình hết rồi. Dạ. Giờ chỉ còn bé Sang thôi, bé Sang là bé Úc cuối cùng. Thì thật sự ra là cũng cả nhà rất là vui. Dạ. Lúc mà lấy thì nghe tin là lấy vợ thì từ xưa đến giờ Sang cũng lười lấy. Dạ. Thì sau khi mà nhưng mà khi mà nói với mẹ là cưới vợ á, có cho mẹ coi hình không? Dạ có, đúng rồi. Có chụp hình, có gửi cho mấy anh chị có mẹ rồi về xem. Mẹ ưng không mẹ? Dạ, mẹ khoái lắm á. Dạ. Mẹ phái liền luôn ha. Rồi còn gia đình của Sương thì sao? Ba mẹ em có tiêu chí là con cá ưng đâu cả đó, nhưng mà khổ không được đủ thừa. Trước ngày đám cưới bên nhà gái một ngày, ba mẹ em mới lên nhà chồng em để mới biết nhà chồng em đi làm đám cưới kết hôn. Mẹ em hỏi là ủa lên cái hôn nhà vậy? Bên nhà Sương thì có mẹ một cái không? Hay lắm, có anh đại diện qua 2 lần, nhưng mà bên nhà thì nó rất là bình thường. Nói chung là cũng không có đón một cái nồng nhiệt, có nghĩa là cũng gặp nhau rồi mọi cái vấn đề mà về cưới sinh là hầu như là giống như là thoáng luôn, có là làm cho nó đơn giản nhất. Sương cũng là Úc. Còn nhà Sang thì nó khác chút xíu, cũng mong muốn là nó phải ok, nói chung hoành là làm gì đó hoành tráng lên. Thằng Úc mà. Dạ, đúng rồi, trời đất ơi. Mẹ đám cưới chắc lời dữ lắm ha.
Tại mấy anh chị đi ta nói là tại vì Út mà chị. Út mà. Trời ơi anh chị cho dữ lắm. Mấy người anh chị chứ bộ đâu có đơn giản. Còn bên này cũng được cho luôn. Nhà em cũng 8 người, em cũng Út luôn à. Thôi đó gia đình cộng. Rồi bây giờ mình qua tới cái phần kia đi. Cái phần kia đi học cưới nhau cho năm nói tháng trước rồi. Anh Sang á, anh có những cái tật gì mà Sương chưa đồng ý? Dạ có cái là buổi sáng bây giờ vệ sinh 1 tiếng, tối 1 tiếng, trước khi ngủ 1 tiếng, nói chung cả ngày vô nhà vệ sinh là mấy tiếng đồng hồ. Một ngày ảnh dành 3 tiếng đồng hồ cho cái nhà vệ sinh. Vậy là hao nước dữ lắm nè. Vào đó là thích mùi thuốc lá, vô đó là hút thuốc lá suốt ngày thuốc luôn. Đúng rồi, ông hút thuốc lá. Xong tới lượt em đi vệ sinh là em muốn xỉu nó luôn. Trời. Con ghen không? Tại vì vợ quá trẻ. Dạ cũng không. Chồng có cho mặc đồ hở hang đồ à? Dạ chồng em không cho mặc đồ hở hang. Vì ngay từ đầu mới quen nhau là đã chê cái đầm là bị hở rồi đúng không? Dạ cứ kêu hỏi em là có bán cái đầm này bao nhiêu tiền anh mua hết rồi. Em mong muốn anh Sang thay đổi điều gì? Nếu mà giờ kêu mong muốn chồng em bỏ thuốc đi thì chắc khó lắm. Giờ nếu mà vậy thì một là bỏ luôn, hai là hút nhiều double lên để em lấy chồng khác luôn. Tại kêu bỏ thuốc thì không bỏ. Bỏ thuốc hơi bị khó đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà em chuẩn bị muốn có con bắt buộc em phải bỏ đó. Đúng vậy Sang. Mình khuyên thật lòng là nên bớt. Bớt đi. Rồi khi mà bớt quen rồi bỏ luôn. Bây giờ tới Sang đó, vợ có những cái tật xấu nào? Nói chung là chỉ có một cái thôi là nói nhiều lắm. Dạ. Đó, thứ nhất là thứ hai nữa là có một cái tật là cứ đi chơi á thì cứ hay mang cái đồ mà nó cứ hở hở. Dạ. Em thì nói chung là em cảm thấy nó rất là khó chịu. Dạ. Khó chịu, đặc biệt là hồi xưa lúc mới quen á thì chắc cũng thương đó chứ thật sự nó khó chịu lắm. Em thì lớn tuổi rồi, vợ thì trẻ hơn. Mà đi chơi á thì tối ngày cứ mang ba cái đồ mà giống như baby, cái của mà cái tuổi mà 18, 19. Rồi cái áo, cái quần thì cứ hồng hồng, xong áo nó cứ vơi ngắn ngắn, không hở hở. Đầm á thì lúc nào cũng sẻ sẻ vậy. Có nhiều lần là nói luôn là thiệt sự là em cảm thấy em thấy vậy là thật sự là cũng ngại luôn. Ngại đi chung luôn đó đúng không? Đúng rồi, cứ nhắc hoài nhưng mà cũng có thay đổi, xong rồi cứ xong rồi lại cũng đâu lại làm như vậy. Đến giờ cả tủ đồ toàn là đồ hở không? Đồ mà đồ kiểu mịch quá tin đó đúng không? Dẫn vợ đi siêu thị, dẫn vợ đi trung tâm mà nhiều người tưởng là dẫn cháu đi đúng không? Cháu Sương, cháu Sương phải lưu ý cái đó nha, cháu Sương. Thế mong muốn vợ thay đổi đi gì? Thì cái tủ đồ thôi, nói chung là ra đường thì sao cho nó phù hợp đi với chồng. Tại vì có gia đình rồi đúng không? Gia đình rồi, thôi chứ không phải là tin nữa. Rồi bây giờ thử hỏi Sang nè, là Sang có bao giờ tặng đồ, tặng những cái trang phục mà Sang thích, thích vợ mặc? Dạ, Sang không có tặng, nhưng mà Sang sẵn sàng, Sang góp ý là Sang tặng để Sang mua, để lựa. Tại vì thực sự ra đồ thì khó lắm, khó để mà tặng lắm. Tại vì mình muốn cái đồ đó, ví dụ mình góp ý, à cái đồ đó nó đẹp đẹp lắm, sẽ sẵn sàng chắc đi mua khổ một cái, cũng không có cái đồ nào phù hợp hết á. Cặp mắt của vợ thì lúc nào cũng thích một cái kiểu khác. Mình góp ý, mình thấy cái đồ đó là nó đẹp, nhưng mà không chịu. Sương á, sau khi lấy chồng rồi á, có đi chơi với bạn bè không? Lâu lâu cũng có chứ mà không thường xuyên như trước chị. Thì bây giờ đơn giản, bây giờ đồ của Sương á, những cái đồ mà Sương mua á thì á, là Sương để khi nào đi chơi với bạn á Sương hãy mặc. Còn á bây giờ á Sương sơ cua khoảng chừng 10 bộ để mà đi với chồng. Ở nhà có em với chồng thôi cho nên em mặc đồ gì em mặc á, chứ cũng ít ra được. Giờ cũng ít đi chơi rồi. Để cho anh tự tin hơn khi mà anh đi chung với mình á. Hồi nãy là ý kiến của chị Vân anh thấy là rất là hay đó. Tức là em nên có một cái tủ đồ với những cái bộ đồ, những cái trang phục mà mỗi lần mà mình sánh vai với ông xã mình. Em cũng có đồ đó mà, tại em không kể. Ý là bây giờ cứ khi nào đi với ổng á, kể cả tiệc tùng hay là ở ngoài đường á, cái vai đẹp á thì mình cứ mặc cái đầm dài nhưng mà đứng đắn chút xíu, nhưng mà mình hở cái vai thôi. Dạ. Yeah. Ok không? Dạ. Yeah. Yeah. Quá ok anh. Nhưng mà rồi chừng nào muốn có em bé nè? Dạ, giờ đang trông mà. Ông bụi chút đi. Anh chúc cho vợ chồng Hữu Sang với Sương nha. Trong năm nay sẽ bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ, đúng chưa? Dạ. Rồi qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần, một con rồng nhỏ xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Cảm ơn rồi chị. Có tin vui nhớ gửi tin nhắn báo cho chương trình biết để mà anh với chị Vân sẽ chúc phúc cho hai vợ chồng. Đúng rồi. Nha. Chúc phúc với lại nghe cái việc đó với mọi người ha. Cảm ơn hai bạn. Chào sớm. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà ở trong những chiếc thùng màu sắc này. Với các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal. Với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt thiết kế kính âm độc đáo, giúp an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào thân mũ khi cần. M139 an toàn thời trang tiện lợi.
Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet là hai gói tập một tháng công nghệ EMS trị giá 15 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và hai buổi mỗi tuần lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Quà tặng đến từ Em Shop, nền tảng giải trí kết hợp mua sắm với các sản phẩm chính hãng, uy tín, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và nhà cửa là một voucher điện tử trị giá 500.000 đồng áp dụng mua sắm online tại emshop247.com. Em Shop thêm hạnh phúc vào giỏ hàng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi. Các bạn đâu lưng lại nha, nghe kỹ câu hỏi của chương trình nha. Tối qua vợ bạn mặc áo màu gì? Anh viết giùm em nghe. Tối em mặc áo màu gì? Phan Sương. Thôi. Áo màu gì nhớ không? Đừng có nói là không nhớ mặc đồ màu gì nha. Rồi, hai vợ chồng Minh và Ngân đi ra. Tối qua Ngân mặc áo màu đen. Rồi, hai bạn Sương. Sương. Tối qua Sương mặc áo màu gì hả Sang? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Hay quá. Ủa sao kỳ ta? Ta đi ngủ mặc đồ đen như ma vậy? Cả hai vợ chồng vậy, hai cặp. Không, mặc màu trắng mới như ma. Như vậy, với kết quả là cả hai cô vợ mặc áo màu đen, hai anh chồng đều nhớ hết. Đó. Bên này có ý định gì không? Chúng ta nhường cho anh chị. Nhường đó. Cặp Sang Sương đã nhường cho cặp Minh Ngân. Minh Ngân. Cậu Minh Ngân. Lựa màu đi. Chọn đi màu gì Minh Ngân? Màu xanh hy vọng. Màu xanh hy vọng. Bên này sương sáu, sương sáu màu vàng. Rồi màu hồng. Thấy chưa? Đòi liền màu hồng. Rồi, của ai người đó hưởng đi. Rồi, chúng ta bước lên, nào. Bước lên. Khoan mở nghe, thuận với chị Vân sẽ mở trước nha. Khoan mở nha. Mời chị Vân. And. Rồi, năm bảo hiểm. Wow. Em là cái gì? 500 ngàn mua hàng. Là em biết, em tặng Minh Minh Ngân. Ok, được. Hai cặp vợ chồng chuẩn bị khui nghe. 1, 2, 3, mở. Trời ơi, chị Bồ ơi. Trời đất ơi, hai ông bà kia có con nữa. Chúc mừng hai vợ chồng Sang Sương đã nhận được phần quà. Đó chính là hai gói tập một tháng công nghệ EMS trị giá 15 triệu đồng tại hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet. Và chúc mừng hai vợ chồng Minh Ngân. Minh Ngân biết rồi, đang bị đứng hình. Chúc mừng hai vợ chồng Minh Ngân chúng được cước chùi nồi. Và tôi xin tặng cho hai vợ chồng thêm một món quà nữa, đó chính là một phiếu quà tặng Em Shop E-Gift trị giá 500 ngàn đồng. Yeah. Này quà của tôi đó mà tôi tặng nó nghe. Nhưng mà cước chùi nồi này thôi, đem về để chùi nồi nha. Phạt ổng cái tội vô bếp cầu nhau càm ràm. Về lao hết nguyên cái vàng nồi cho tôi nghe chưa? Rồi, cảm ơn hai cặp vợ chồng ngày hôm nay đã đến đây chia sẻ những câu chuyện về đời sống hôn nhân. Đặc biệt là câu chuyện rất là cảm động của hai vợ chồng Ngân và Minh. Cảm ơn khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.